Sự ra đời của bánh xe đã giúp cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự hao mòn của bánh xe là không thể tránh khỏi. Sau một thời gian sử dụng, lốp xe bị mòn, gây hao xăng và không an toàn. Vậy nên trong hành trình tiếp theo với tốc độ 100 km/h, trong điều kiện trời mưa hoặc chiếc xe chở tới 500 kg hàng hóa, bạn hãy lưu ý kiểm tra lốp xe để đảm bảo chúng luôn ở tình trạng tốt nhất. Có những dấu hiệu giúp bạn xác định tình trạng hao mòn của lốp xe: xe giảm độ bám đường, khả năng điều khiển hoặc hiệu quả phanh kém là những dấu hiệu thường gặp nhất. Bạn cũng nên chú ý xem tay lái có rung lắc bất thường khi lái xe hay không, và thường xuyên theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Lốp xe mòn cũng là nguyên nhân gây tiêu hao nhiên liệu. Bạn hãy kiểm tra thông tin về áp suất lốp xe trong hướng dẫn sử dụng xe và giữ cho lốp xe ở áp suất phù hợp, giúp kéo dài tuổi thọ của lốp. Hãy kiểm tra vệt mòn trên lốp xe, vì đó thường là dấu hiệu của những vấn đề bất thường ẩn giấu đằng sau như lốp quá non hoặc quá căng. Ngoài ra, bạn hãy đảm bảo các lốp xe luôn ở trong tình trạng tốt